trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin chân thành giới thiệu với bà con các anh chị, đó là một sản phẩm keo dính chuột. Keo dính chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, keo dính chuột có thể tái sử dụng nhiều lần. Ngoài ra, keo dính chuột còn có tác dụng bảy lượng các loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Kilo, cao 1m4 nhưng lại xém lớp tim anh hết chỗ. Hey boy đã nói rồi, cưới em về nhà là đời anh hết khổ. Câu trời mai trúng số là anh rước em liền. Lại trời vì cái tính em hiền. Yêu em tuy là miệng phí, nhưng tôi lâu bằng miệng là phải tính tâm tiền. Cuối năm qua nhà em nè, thì anh hứa mang theo trầu cao. Má anh cũng vừa ưng rồi, vậy giờ ý em yêu sau nên ơi em gắn cho anh thằng cu đầu lòng. Sống như chưa từng mơ, em đi hết năm châu gọi xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. Đừng có nghĩ là anh đi dễ dãi. Em đó I don't wanna quit you. Vợ anh đừng khiến anh phải ời ỏi. Em đó I don't wanna quit you. I Em đó I don't wanna quit you. Sẽ là vợ của em trong tương lai. Trời khéo danh tơ cho em mê chàng văn thơ. Bề ngoài anh gangster nhưng là thích anh trăng mơ. Điện thoại không bao giờ tắt máy. Đúng, em thích gì cứ nói, ngày mai anh đem đôi trái thần. Mê em hơn cả hột xoan. Mê đến khi răng lòng đầu bạc con cháu một đàn. Mê đến khi răng lòng đầu bạc con cháu một đàn. Cuối năm qua nhà em nè, tí anh hứa mang theo trầu cao. Má anh cũng vừa ưng rồi, vậy giờ ý em yêu sao nè. Xong mình về Tiền Giang Long Xuyên Cần Thơ. I don't wanna fuck with you. Đừng có nghĩ là anh đã dễ dãi. Em đó I don't wanna fuck with you. Vợ anh đừng khiến anh phải ời ỏi. Em đó I don't wanna fuck with you. I Em đó I don't wanna fuck with you. Sẽ là vợ của anh trong tương lai. Bánh mì Sài Gòn đặt được hôm nay 1000 một ổ. Bánh mì đi. Bánh mì Sài Gòn. Bà con lối xóm rú nhau.